15 câu nói hay về nhân cách sống. 1. Bạn đối xử với người khác như thế nào thì họ cũng đối xử với bạn như vậy. 2. Hôm nay phụ nghĩa mẹ cha, ngày mai nghiệp chướng ác tạo ra. Hôm nay bất hiếu mẹ cha, ngày mai nghịch tử xót xa trần thế. 3. Đừng phàn nàn về cách người khác đối xử với bạn. Hãy xem cách bạn đối xử với họ. 4. Bản chất thực sự của một người không nằm ở khuôn mặt mà anh ta bộc lộ với bạn, mà nằm ở chỗ anh ta chưa bao giờ bộc lộ với bạn. 5. Muốn người khác giúp mình thì bản thân mình phải giúp người khác trước đã. Nếu bạn muốn ai đó cười với mình, hãy cười với họ trước. Nếu bạn muốn mọi người đối xử tử tế với mình, hãy tử tế trước. Đừng để lầm tưởng mình cái trốn của vũ trụ và muốn làm gì thì làm. 6 cảm ơn mỗi sớm mai thức dậy. Ta lại thêm một ngày nữa để yêu thương. 7. Khi bị đời trách mắng, ta cũng nên nhìn lại mình. Không cần phải phá hủy hình ảnh bản thân của bạn nếu điều đó không đúng. 8. Hôm nay, trong hành động của mình, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người khác và lắng nghe cảm xúc của họ. Đó là về việc hiểu rằng những gì làm tổn thương tôi cũng có thể làm tổn thương tới họ. 9. Một ngày làm ác phước liền giảm mất. Một ngày làm lành họa tự lìa xa. 10. Khi bạn ý thức rằng mình khiêm tốn, có nghĩa là bạn không còn khiêm tốn nữa. 11. Chỉ vì bạn không hoàn hảo không có nghĩa là tất cả mọi người đều giống bạn. Bất tự an ủi và bắt đầu tuyệt vọng đi. 12. Cứ mỗi phút tức giận là bạn vĩnh viễn mất đi 60 giây hạnh phúc. 13. Lòng tham của con người thường vô tận, chỉ cần bản thân biết dừng lại khi đủ. 14. Có thể ăn bậy, ngủ bậy nhưng tuyệt đối không nói bậy vì đôi khi tự làm tổn thương bản thân bằng những điều không hay. 15. Nếu muốn người khác quan tâm mình, hãy tự quan tâm mình trước.